Hôm nay mình làm cái vlog này là không phải là một cái vlog bình thường như mọi khi là tổ chức đám cưới ấy. Mà mình muốn làm một cái vlog hôm nay là chia sẻ một cái trải nghiệm của mình gần đây. Tức là khi mà mình đã thay đổi được một cái thói quen, tức là mình đã hình thành được một cái thói quen tốt là cái việc tập chạy bộ hàng ngày, thì mình đã thấy, tức là mình đã trải nghiệm được rất là nhiều cái thay đổi mà tích cực về cơ thể mình trong những ngày gần đây, nên là mình muốn chia sẻ với mọi người một số cái cảm nhận của mình sau khi mà đã trải qua cái quá trình này. Thì cho đến hôm nay là mình là đã chạy bộ được khoảng gần 1 tháng đấy. Thì là từ trước đến giờ thì thật ra là ngày xưa đến giờ mình không có cái thói quen chạy bộ, tức là mình chỉ ví dụ thời gian trước thì có những thời điểm là mình tập yoga này hoặc là mình đi bơi. Đấy là những cái vận động nó tương đối nhẹ nhàng thôi. Thật ra tập yoga thì cũng nặng phết đấy, nhưng mà thường mình sẽ tập không 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 quá là cố sức ấy. Bơi thì cũng nhẹ nhàng thôi đấy. Còn bình thường ngày xưa đến giờ mình, nếu mà mình chạy bộ thì thường chưa bao giờ mình chạy được khoảng quá 2-3 cây số cả, mà rất là mệt đấy. Nhưng mà đợt vừa rồi là mình quyết tâm là mình thay đổi vì mình được lấy cảm hứng từ một người bạn, gọi là một người em. Tức là bạn ấy đã giảm cân được rất là nhiều từ từ cái hình thể tương đối là mập, không phải là quá béo nhưng mà cũng gọi thừa cân ấy, mà bạn ấy đã thay đổi được hình hình thể rất là nhiều và mặc vest rồi là các thứ thấy vừa vặn mà đẹp. Thì là mình cũng quan tâm và mình đã hỏi bạn ấy, thì coi như là cũng là một cái truyền cảm hứng để cho mình dẫn đến động lực để mình quyết định là mình thay đổi cái phương pháp tập thể thao của mình và mình chuyển sang chạy bộ. Thì là từ cái hôm mình bắt đầu chạy thì thật ra là lúc đầu mình ngày đầu tiên mình chạy được ít lắm, mình chỉ chạy được khoảng 2 cho đến 3 cây thôi, mà không chạy được liên tục. Tức là mình chạy quay quanh cái khu mình đang ở đấy thì nó khoảng như hiện tại là mình đang chạy được khoảng 8 9 vòng là được khoảng 5 cây số. Thì những cái ngày đầu tiên mình tập nó chỉ được khoảng 2 cây thôi. Hơn 2 cho đến 3 cây thôi, thì là mình phải cố gắng theo kiểu là ví dụ cứ chạy một vòng rồi lại nghỉ, đi bộ khoảng nửa vòng sau lại chạy. Mệt thì lại đi bộ từ từ đấy. Thì trải qua cái quá trình đấy là dần dần chỉ khoảng tuần, hơn 1 tuần là mình bắt đầu chạy được khoảng 5 cây số, là mình cứ giữ liên tục cái việc cái khối lượng như thế. Thì đến bây giờ là mình đã quen với cái khối lượng vận động là khoảng 5 cây số rồi. Và đến bây giờ như ví dụ như ngày hôm nay là lần đầu tiên mình chạy được khoảng hơn 6 cây, gần gần 6 cây rưỡi. Đấy là một cái mà thay đổi là mình thấy là vượt bậc so với trước kia. Ngày xưa là không bao giờ mình hy vọng là mình có thể chạy được khoảng 5-6 cây như thế đâu, tại vì mệt mỏi mệt kinh khủng luôn ấy. Ví dụ chạy khoảng 2-3 cây về là đứt hơi luôn ấy. Mà ví dụ ngày xưa mình tập chạy là từ nhà mình ở phố Lò Đúc chạy lên bờ hồ cái là chỉ có đi về là đi bộ về hoặc là đi xe buýt về thôi, chứ không thể nào mà ví dụ chạy được liên tục mà nhiều khối lượng được xa như thế. Nhưng thôi, nói chung là lan man qua cái chuyện chạy như thế là đủ rồi. Thì mình muốn chia sẻ là tức là những cái mà quá trình mình chạy ấy, thì mình nhận thấy những cái thay đổi của mình nó cực kỳ tích cực, thì mình muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có thể thấy. Tức là đầu tiên ấy là ví dụ như là ngày xưa, ví dụ mình làm việc mà đến trưa ấy, thì thường là nếu mà mình không ngủ trưa một lúc ấy, mà làm luôn đến chiều ấy, thì khoảng tầm 3 4 giờ chiều là cực kỳ buồn ngủ, rất là mệt. Đấy, nhưng mà bây giờ từ khi mà mình chạy như thế, mình làm việc một lèo từ sáng đến chiều luôn, không cần ngủ trưa mà thoải mái, không có mệt mỏi gì cả, đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo minh mẫn. Đấy, ngủ thì vẫn thế thôi nhá, ngủ thì vẫn như trước, mình không ngủ nhiều hơn. Nhưng mà đấy, tức là về cái đầu óc là mình thấy minh mẫn hẳn lên như thế luôn. Thứ hai nữa là cái quá trình tập của mình ấy, thì tức là trong cái quá trình tập thì mình nhận thấy là thời gian đầu ấy, khi mà mình thời gian đầu khi mà mình mới hoàn thành được 5 km đầu tiên ấy, tức là khi bắt đầu mới bắt đầu chớm hoàn thành được 5 km ấy, thì những cái vòng cuối cùng mình mệt kinh khủng luôn. Những cái vòng ví dụ mình chạy khoảng 9 vòng thế, thì những cái vòng thứ 7 thứ 8 thì nó mệt mệt gọi là dã man luôn, chân cẳng rã rời. Và hơi thở thì đúng là kiểu thở gọi là thở ngọc luôn ấy, gọi là há mồm ra để thở đấy. Nhưng mà đến bây giờ thì gần như là cả cái quá trình mình chạy như thế là hơi thở mình rất là đều đặn đấy. Tức là thậm chí là có nhiều thời điểm là mình thấy là mình không cần thở mồm nữa đấy, mà mình vẫn thở mũi như bình thường thôi. Tức là bình thường mình thở như nào thì mình thở ít như thế thôi. Tức là như thế là mình đã thấy là cơ thể mình đã có cái sự nó gọi là nó
nó cải thiện để nó gọi là nó làm quen với cái khối lượng như thế, thành ra là tức là gần như là không cần phải há mồm để thở như như trước nữa, và chạy xong 7-8 vòng thì mình thấy cũng cũng nhẹ nhàng, tức là nó không bị mệt quá đấy, nó rất là bình thường. Thì như thế là có thể thấy là hơi thở rồi phổi cái thứ mình nó đã cải thiện rất là nhiều, tim mạch mình nó đã cải thiện được rất là nhiều. Cái việc tập chạy này ấy, đối với mình mà nói ấy, thì mình thấy nó giống như là ngoài cái việc mà rèn luyện sức khỏe để có một cái cơ thể khỏe mạnh hơn ấy, thì ra ra nó là có một cái rất là hay nữa là nó giống như là kiểu một cái quá trình rèn luyện ý chí ấy, rèn luyện cái tinh thần ấy. Tại vì thật ra là như cái thời gian đầu ấy, khi mà để mình vượt qua được 5 cây số đầu tiên ấy, là nó giống như một cái gọi là cái việc kinh khủng luôn, tức là mình phải cố gắng hết sức để mà có thể đạt được cái thành tích đấy, gọi là vận dụng hết trí lực đấy. Nhưng đến bây giờ thì nó trở thành một cái việc rất là bình thường rồi, nó làm trở thành một cái hoạt động thường nhật rồi. Thứ hai là cái thời gian đầu khi mà mình mới tập ấy, ví dụ sau cái vòng, ví dụ vòng đầu tiên nhé, là rất là thoải mái nhẹ nhàng, thì chỉ cần đến vòng thứ hai thứ ba là cảm thấy mệt mỏi mà chân cẳng rã rời. Xong đến vòng những vòng thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám thì đúng là giống như kiểu là lúc đấy là gọi là cố gắng hết sức để gọi là đạt thành tích thôi ấy. Đấy, nhưng mà đến bây giờ thì đúng là khi trải qua hết rồi, trải qua đủ một cái quãng đường thời gian như thế rồi thì mọi việc nó trở thành rất là bình thường đấy. Thì mình thấy là cái việc đấy nó giống như là một cái việc rèn luyện ý chí rất là tốt, nó giúp mình gọi là vượt qua được cái ngại khổ ngại khó này, ngại nóng lực này đấy, rồi là lười, vượt qua được cái tật lười để mà vận động được như thế là rất là tốt. Mặc dù trước đấy là mình vẫn có tập bơi nhá, hàng ngày mình bơi khoảng 20-25 phút là vẫn đều đều như thế một thời gian, nhưng mà chạy nó là một cái hình thức khác hẳn. Cũng là mình trải qua thì mình mới thấy là nó là một cái hình thức mà nó rèn luyện nó ở mức cao hơn rất là nhiều. Và có một cái hay cái nữa là thật ra là cái chạy bộ là một cái mà gần như là rất là ít tốn kém, tại vì bạn chỉ cần mua một đôi giày chạy cho nó tốt thôi là ok. Nói chung là mình nghĩ là giày thì nên đầu tư giày tốt tốt, mà giày hãng tốt một chút, những cái loại đế nhẹ siêu nhẹ và thì nó chạy nó sẽ đỡ đau chân hơn rất là nhiều đấy, chỉ thế thôi, là còn lại cứ thế là hoạt động là tập thôi chứ không không tốn tiền gì cả. Như thế là một cái hình thức mà mình thấy là gần như là tốt nhất để có thể gọi là tập thể thao. Mà cơ bản là mình cũng tập một mình thôi chứ mình cũng không chạy với ai cả, nhưng mà khi mà mình tập chạy ấy, thì nó có cái app, mình dùng cái app Strava gì đấy, thì là cái app đấy là có một số bạn bè mình tập trên đấy ấy. Khi mà tập xong thì nó có đo cái quãng đường rồi thời gian tập các thứ xong, và mình so sánh với bạn bè, mình cũng gọi là động viên bạn bè mình có thể like các thứ, thì cái đấy là một cái mà mình cũng là để nó tiếp thêm động lực để mình tập ấy đấy. Đấy thì cơ bản là hôm nay cái vlog mình thế thôi, mình chia sẻ một cái việc mình làm được như thế và mình đã thấy thay đổi, nó thay đổi rất là nhiều cho cuộc sống của mình. Thì là hy vọng mọi người cũng có thể trải nghiệm và thử cái hoạt động này để có thể đem lại những cái lợi ích rất là to lớn cho sức khỏe như thế. Chào cả nhà.